của em này. Để lấy được cái giá trị hàng số 3 này. Em như thế này đúng không ạ? Thì nó sẽ phải đếm ở trên bảng cùng từ trái qua phải. Đúng không ạ? Tức là 1, 2, 3. Tuy nhiên thì chị nhìn này, nếu bây giờ mình cảm chuyển cho cột E, thì cột E nó có khớp với cái mã khu vực này không ạ? Đúng không? Cái mã khu vực này là tên hẳn chữ, đúng không ạ? Còn cái này là tên nguyên tắc. Nhưng mà hai cái này lại đối chiếu với nhau, tại vì nó sẽ so sánh bắt đầu từ cột trái. Đúng ạ? Để đưa lên cho chị. Nhưng mà cái này thì chị phải đặt tên, cái này thì là mã. Nhưng nó xong cái cột này thì nó lại nó vẫn trong cái bảng đấy, nhưng nó sẽ không, nó sẽ bắt đầu nhận cột trái qua phải ạ? Đấy là nguyên tắc của cái bảng cột. Thế nhưng mà ví dụ như nó kéo theo cái lọc, ví dụ như cột đầu tiên nó không có thì nó sẽ chuyển sang cột thứ hai. Không ạ, không có cái tắc như thế ạ. Quý vị và chị vừa xong chị phải thử. Chị là chị thấy cũng khu vực miền Bắc các khu đất đi trong đó đúng không? Chị thử để chị làm sao cái cột này thì không được mà chị chuyển sang cột.